SBTN sẽ tổ chức cuộc tham khảo ý kiến khán giả về những chương trình truyền hình của SBTN. Mục đích tham khảo ý kiến hầu giúp cho chương trình được phong phú, đáp ứng nhu cầu người xem. Để tham gia chương trình tham khảo ý kiến, quý vị có thể vào trang nhà để điền đơn tham khảo tại www.sbtn.tv hoặc có thể gọi 714-636-1121, 714-636-1121 để được hướng dẫn. Tất cả khán giả tham gia cuộc tham khảo ý kiến sẽ có cơ hội trúng thưởng dài nhất một hộp yến 250g, một nồi chưng yến và 6 hộp dưỡng da yến trị giá 1.000 Mỹ Kim. Dài nhì 3 hộp yến Instant, 3 hộp dưỡng da yến trị giá 500 Mỹ Kim. Dài 3, 2 hộp yến Instant và một dưỡng da yến trị giá 300 Mỹ Kim. 10 giải an ủi, mỗi giải một hộp yến Instant và một dưỡng da yến trị giá 170 Mỹ Kim. Giải thưởng được bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Then Lê Yến. Then Lê Yến là nơi đáng tin cậy. Trân trọng kính chào khán giả của đài truyền hình SBTN. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Điểm tin đầu tuần với Đỗ Dũng. Hôm nay là ngày thứ hai, 13 tháng 9 năm 2021. Xin chào anh Hồ Văn Sơn Nhi. Vâng, thân mến chào Đỗ Dũng và một lần nữa xin kính chào quý khán giả đài SBTN. Tuần vừa rồi anh tổ chức rất thành công gọi là gì, hội ngộ của cựu học sinh Nguyễn Thượng Hiền. Thấy báo Người Việt ngày hôm qua đăng báo khí thế quá. Anh Nhi là một trong người sáng lập ra cái tổ chức này, trường Nguyễn Thượng Hiền là một trong trường lớn nhất ở Sài Gòn và bây giờ vẫn là cái trường nổi tiếng, có nhiều học sinh ở đây. Có gì vui chia sẻ với bà con mình chút xíu trước khi vào chương trình anh? Dạ vâng, cũng rất vui vì đáng lẽ thì cứ 2 năm tổ chức một lần. Dạ. Nhưng mà năm 2020 bị đại dịch thì năm nay tổ chức thì cũng được khoảng gần 200 người về tham dự và chương trình nó cũng kéo dài từ sáng tới tối luôn. Mà tôi nghe nói là đến hôm nay vẫn còn người ở lại như chưa về hết. Nhiều người ở tứ bang khác thì cũng đã về, tại tuổi tụi này cũng tuổi hưu rồi. Sẵn đi là ở lại luôn, rồi bạn bè anh Nhi gặp lại cũng vui vẻ phải không? Rất vui. Tôi thấy hình ảnh anh bỏ lên Facebook thấy khí thế quá, tôi nghĩ anh chưa về hưu đâu, nhìn trẻ măng. Đó là các hoạt động tại cộng đồng chúng tôi. Và thưa quý vị, chúng ta biết ngày mai ở California có cuộc bầu cử bãi nhiệm thống đốc rất quan trọng mà trên nhiều chương trình của đài truyền hình SBTN tôi đã phân tích rồi. Thậm chí ngày hôm nay Tổng thống Joe Biden 7 giờ tối nay cũng sẽ xuống phi trường Long Beach và sẽ có cuộc vận động ngay tại phi trường đó cho ông Gavin Newsom. Mặc dù ông Biden rất là bận rộn, sáng nay thì ông đến vùng Sacramento để thị sát vấn đề cháy, xong rồi xẹt xuống Nam California vận động ngủ đêm, xong sáng ngày mai xẹt qua Idaho cũng vấn đề cháy, rồi sau đó từ Idaho đi về Colorado cũng vấn đề gọi là kinh doanh này kia vân vân. Nhưng mà chúng ta biết California là cái tiểu bang gọi là có nhiều sắc dân và nhiều thành phần. Thì có một cái thành phần đó là thành phần nông gia ở cái vùng Central Valley. Cái vùng này đó là cái vùng mà sản xuất thực phẩm cho có thể nói là để coi 1/4 của cả nước Mỹ. 1/4 cả nước Mỹ. Với cái doanh số bán một năm khoảng 50 tỷ đô la. Và những người dân ở đây họ đang nổi giận với ông Newsom. Họ bảo rằng là khi mà ông lên làm thống đốc đó, ông tăng thuế họ. Thứ hai nữa là ông siết nguồn nước, không cho nước về đầy đủ ở cái vùng mà họ trồng trọt rồi nuôi bò này kia. Thưa quý vị, những cái vùng này là trồng cây trái để bán, rồi cái cây trái nó cũng là thực phẩm cho gia súc luôn. Thì bây giờ người ta đang vận động, cái nhóm này đang vận động. Ví dụ như ông Craig Gordon là ở thành phố Ontario, ông này có cái lại trại nuôi bò. Ông nói là tôi bỏ ra khoảng 44.000 đô la để đăng mấy quảng cáo mà chống ông Newsom, để bãi nhiệm ông Newsom. Và ông hy vọng là ông Newsom sẽ bị giáng chức, bởi vì ông bảo là trong suốt cái thời gian vừa qua đó, một ngày ông mất khoảng 15.000 đô la tiền sữa bò. Thưa anh, liệu cái nhóm này, là nhóm quan trọng, mặc dù họ ít mà họ có tiền, họ là những chủ trại, thấy không? Những chủ trại nuôi bò, chủ nông trại vân vân vân. Họ đang vận động để đẩy ông Newsom ra, mà họ hy vọng là một thống đốc khác lên thì sẽ coi như là làm thay đổi cái vấn đề của họ. Nói thẳng đây là vấn đề tiền bạc, tôi không cần biết. Anh thống đốc lên mà giờ đời sống của tôi như thế, bây giờ chúng tôi gom tiền lại, chúng tôi quá nhanh răng ra. Liệu họ có làm được điều này không anh, và ảnh hưởng như thế nào anh? Tôi nghĩ là rất khó, rất khó. Vì thật ra thì vấn đề mà recall thống đốc Newsom những tháng trước đây thì cái nhóm tổ chức mà muốn vận động có cái recall lần này thì họ rất là tràn trề hy vọng, và có những cái phân tích thì cho thấy là
thống đốc Newsom ở trong tình trạng cũng rất là đáng nguy, bởi vì không phải là đảng Dân Chủ sẽ thua đảng Cộng Hòa. Tất cả hầu hết những ứng cử viên trên cái lá phiếu đều là đảng Cộng Hòa. Và ông Newsom, lý do duy nhất chỉ có thể, người ta đều đồng ý là lý do duy nhất chỉ có thể ông bị recall là nếu đảng Dân Chủ, cử tri đảng Dân Chủ không đi ra bỏ phiếu thôi. Chứ nói về cái cán cân lực lượng thì khối cử tri Cộng Hòa bị áp đảo bởi khối cử tri Dân Chủ tới gần như gấp 3 lần. Thành ra không có thể nào tại California này, không bao giờ và không thể nào Cộng Hòa và nhất là những người có khuynh hướng bảo thủ có thể vượt qua đảng Dân Chủ và nắm quyền ở tiểu bang này. Đây là một cái tiểu bang hoàn toàn xanh xanh đậm luôn. Tuy nhiên, ông Newsom cũng hiểu rằng trong lúc này vận động mà khối cử tri Dân Chủ đi bầu cũng rất là khó. Thành ra đó là lý do mà ông phải mang những cái nhân vật chính trị nặng ký từ bà Phó Tổng thống Harris, rồi hôm nay Tổng thống Biden cũng như rất nhiều những nhân vật lớn của đảng Dân Chủ về để vận động. Và dường như nó đã work, nó cái điều này đã có kết quả, có những dấu hiệu cho thấy là lực lượng cử tri của đảng Dân Chủ, những cái nhóm cử tri mà ông Newsom cần để bảo vệ ông đã chịu bỏ phiếu. Và phiếu mà gọi là phiếu vắng mặt, phiếu absentee ballot đã được bỏ rất là nhiều. Mà một phần nữa là mặc dù có những cái sự phản ứng và bất mãn từ những cái nhóm nông gia vì vấn đề đó, đó là cái sự thật. Nhưng mà một trong những điều mà họ phải thông cảm cho thống đốc California đó là cái vấn đề nước tại tiểu bang California là một cái vấn đề tiểu bang chưa. Cali này đang ở trong cái tình trạng hạn hán từ nhiều lắm năm nay. Thành ra cái chuyện nước đó là một cái trở ngại. Tuy nhiên dở của ông thống đốc Newsom là nó không giải quyết được cái chuyện đó, kể cả trong năm qua có những trận mưa rất lớn và vấn đề nước nó cũng giảm bớt đi, nhưng ông đã không giải quyết được chuyện này. Và đồng thời ông cũng đã đánh giá thấp cái khối cử tri của nông gia tại vùng Central California. Vùng này là vùng của đảng Dân Chủ, cử tri ở đây là của đảng Dân Chủ chứ không phải là đảng Cộng Hòa, nhưng họ bất mãn vì cái quyền lợi kinh tế của họ bị ảnh hưởng nhiều, thành ra họ muốn bỏ tiền ra để vận động trước phế ông. Tuy nhiên cái base chính của thống đốc Newsom sẽ là miền Bắc Cali, vùng Bay Area. Đây là những cái địa bàn rất quan trọng của đảng Dân Chủ và những khối cử tri mà ông Newsom cần, và cho thấy là với những nhân vật đến từ vùng Bay Area như là bà Harris rồi bà Nancy Pelosi, tất cả những nhân vật nặng ký đã về vận động cho ông, và cái khối cử tri Dân Chủ hoặc là khối cử tri của ông Newsom cũng biết được. Ông Newsom đã dùng cái chiến lược rằng không phải trước phế ông vì ông không làm được việc, nhưng mà nếu mà trước phế ông thì cái đảng tiểu bang này sẽ rơi vào tay đảng Cộng Hòa và có thể là một cái tiểu bang của Trump, vì cái những cái ứng cử viên mà trong cái danh sách đó và đặc biệt cái người mà được ghi nhận mà có nhiều hy vọng nhất là ông Larry Elder của đảng Cộng Hòa là rất là bảo thủ giống như Trump, thì cái đem cái hình ảnh của Trump và cái điều mà người ta sợ hãi về Tổng thống Trump ra để mà đe dọa cử tri, và cử tri Dân Chủ họ lo lắng cái điều đó mà họ sẽ đi bỏ phiếu và sẽ giữ lại ông Newsom. Mặc dù ngay cả chính trong đảng Dân Chủ rất nhiều cử tri Dân Chủ đã không hài lòng với những gì ông Newsom làm trong suốt 2 năm qua. Cái anh Hồ Văn Xuân Nhi nói đó là nó có hiệu quả, nhưng mà tôi không biết hiệu quả như thế nào. Bởi vì tôi thấy đó, nhiều người nói là ông Newsom phải tìm từng lá phiếu một, cho dù những cái thăm dò cho thấy ông đang có lợi thế, bởi vì cái thể thức bầu cử California nó quái đản, anh biết rồi, đúng không? Hôm trước ta nói rồi. Bởi vì tôi thấy là không những cái nhân vật như anh kể, mà ngay cả bà thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của Massachusetts, rồi cái cả ông Bernie Sanders của Vermont, và thậm chí trong một cái video cựu tổng thống Barack Obama cũng lên tiếng. Và ông Biden trong lúc bận rộn như vậy, nếu mà ngon cơm thì tại sao phải xuống ông Newsom, cần ông Biden xuống? Điều này nó cho thấy rằng là
cũng nguy hiểm lắm chứ không. Và đặc biệt như anh nói là cái số phiếu cử tri Latino đó, anh có biết là nghe nói là họ cũng không hài lòng với ông Newsom nữa, mặc dù ông Newsom có làm nhiều cái favor cho họ, nhưng mà cuộc đời của họ, cuộc sống của họ trong thời gian qua, họ nhìn anh kế bên anh Mỹ trắng hay anh châu Á, họ vẫn không khá lên được. Mặc dù ông làm rất nhiều nhưng mà họ vẫn không hài lòng, và nhiều người họ sẽ không đi bầu. Anh nghĩ sao về cái chuyện đó? Bởi vì cho nên tôi thấy như vậy nè, với những cái ẩn số như vậy, một cái mình không biết được, cộng với cái số nông gia này, nếu mà họ đoàn kết, họ bỏ tiền ra và họ làm sao đủ cái người đi bỏ phiếu, hoặc là họ kêu gọi được những cái người mà cử tri Đảng Cộng Hòa ra, ông Newsom cũng có thể là mất chức ngày mai chứ không phải giỡn. Anh nghĩ sao mà là cái mình nói cái không, margin nó rất nhỏ, không có cái bảo đảm cho ông Newsom, nhưng mà cái chance của ông giữ lại được ghế nó cao hơn, cao hơn dạ, tức là, dạ, là dạ. 2 tháng 1 tháng trước. Và đó là lý do như Đỗ Dũng nói rất đúng, ông phải mang những cái gọi là những tay hàng những khẩu súng thành công, những đại bác thật lớn nòng để mà về đây để giúp ông. Nhưng mà có một điều nữa là thực ra khối cử tri của Cộng Hòa cũng không có gọi là phấn khởi cho lắm để đi bỏ phiếu trước phế ông Newsom. Ngay cả vùng Orange County này là vùng của Đảng Cộng Hòa, người ta thăm dò nói là cử tri của Đảng Cộng Hòa tại đây cũng rất thờ ơ. Họ không có đặt nhiều hy vọng có sự trước phế, thành ra họ cũng không có đi bỏ phiếu nhiều. Xin quý vị đừng rời màn hình SPDM, chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại.